xem mà không? Để ra 800 nợ. Thế qua nào? Có thịt sống nào. Sống lúc này không có. Có thịt sống nhưng mua thịt chín. Ăn thịt sống là đun. Nước nắng ngồi chín rồi. Rồi thì cho ấy thịt chín này vào đây. Cho con này một cho mấy chục tôi mỗi mình ăn. Thì mẹ con nó ăn béo đúng không? Không ăn. Không. Lấy 70 thôi, béo lợ. Ra còn lấy tiền mua cả. Ra lại 10.000 đây, ra mua cả. Tất tay. Không, mẹ tất tiền nó mua cả. Tiền nó mua cả. Sức đã ui rồi. Ăn cái xương nhưng mà ăn cặn xương. Xương thì băm. Có xương rồi. Ăn mẹ đi cũng chết đi được. Con nhớ ấy ai à? Thằng Triệu là thằng nó ngu thương gan này. Ai thằng Hùng, thằng ấy đấy. Đã con thằng Triệu mà nó lấy con nhớ ấy thằng Phong. Nó ngu thương gan, gan. Chết. Lấy con gái Ngọc ơi mà thích vợ nó thích cổ đấy. Coi bốn thằng thì chết hai rồi, chết thằng hai. Thế mà bị sao nhỉ? Mà thằng Long mưng phấn nợ thì không chết. Thì còn hai. Đang chưa? Vợ đang mưng vợ. Đâu? Thằng nào thì? Hai thằng nào chứ? À, thằng béo con nhớ ấy nhỉ, con tiền nó bỏ lâu rồi mấy tháng này. Béo con nhà hoa kém, thằng út. Một mình nó trẻ nó bệnh thế, không ăn mất tổ. Rồi, đi mua, ơ đừng, cứ cho vào đấy, không vào tao hỏa. Cho ăn một cái món tổ, cho ăn một cảnh gì ra. Không ăn gì à? À, cho một củ xá đi thôi. Cả. Củ xá là ăn nước đậm một cặp. 5.000 cá, 5.000 nước đậm. Đường không biết thế này chắc là ấy. Đường không biết này. Cháy chậm rồi.